Cái đấy là cái loại này chín là không gãy, tiêu xanh chín là chín, không mềm là gãy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cân như nhau mà 10 thì bán được. Đây là 2 bán được hết. Mấy rồi? Thôi. Mà 2 cân. Không không thì bán được. Em để cho con một cái đĩa em chặt. Cái này ngâm uống được ngon lắm. Vâng. Đây là đàn ông ôm cái hạt này. Ông lắm trong ạ. Lắm trong. Cần nào đâu mà bán. Đây. Con trả lại bà nha. Vâng, trả lại bà. Cái này là cắt ngang cái đầu đi.
Thank you.
có chứ. Hả? Anh mua cái bóng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.